Thưa quý vị và các bạn, hôm nay quý vị và các bạn thấy hoa không? Nè, hoa này á, là được khách hàng tặng. Tôi trong cuộc đời hành nghề nó vui lắm quý vị và các bạn. Có những người mà nhà người ta có cái cốc á, người ta cho cốc. Có những người mà nhà người ta làm bánh bao, người ta cho bánh bao, rồi cho giò nè, cho chả nè, rồi cho nói chung là cho gà nè. Nói chung là tất cả những gì, thậm chí có người cho ổi nữa. Cá, rồi khô, rồi tất cả mọi thứ. Cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Tuy nhiên tôi muốn chọn cái góc quay này để nói về câu chuyện tiền bạc. Câu chuyện việc nạp này tôi cũng không có giỏi đâu, mà tôi lấy từ cái nguồn tư liệu của luật sư MC Thúy Hường. Chị là một người mà tôi cho rằng là tôi rất là ngưỡng mộ. Tôi ráng xích dép theo chị để một chút cái sự lan tỏa đến những người phụ nữ. Và vì sao tôi lại đưa cái câu chuyện này, thì tôi nói như thế này. Hiện tại có một vài người có ý định thấy trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta đã có cái việc là than với luật sư rằng khó khăn và muốn nhờ sự giúp đỡ của luật sư. Tuy nhiên tôi cũng đã đồng cảm với họ và nói với họ cái câu chuyện rằng cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Bản thân tôi cũng đang trong cái quá trình mưu sinh để hoàn thiện lấy chính bản thân mình. Nhìn tôi quay video chứ thật sự tôi cũng không có giàu có để mà cho quý vị và các bạn một cách tiền bạc rộng rãi như một cái Bill Gates. Tuy nhiên tôi vẫn có thể cho quý vị và các bạn kiến thức pháp luật. Và tôi nghĩ rằng nếu bạn nào đó cần kiến thức pháp luật, tôi sẽ sẵn sàng cho. Còn nhiều khi thấy luật sư như vậy thì xin tiền mà luật sư không cho thì nhiều khi cũng buồn, phải không quý vị và các bạn? Tuy nhiên là các bạn phải hiểu được rằng là có những cái tổ chức thiện nguyện. Có cái tổ chức thiện nguyện họ sẵn sàng, họ có những cái động tác. Tuy nhiên rằng là luật sư thì tôi sẽ cho các bạn trong kiến thức pháp luật và các bạn chỉ hiểu như vậy. Hôm nay tôi đọc một cái câu chuyện của luật sư MC Thúy Hường cho quý vị và các bạn. Bài học về tiền bạc. Thỉnh thoảng được nghe những câu chuyện về việc người mẹ đơn thân túng thiếu về tiền bạc. Khi mang bầu, người mẹ đơn thân túng thiếu tiền bạc lại cảm thấy xót xa, bởi một người bình thường túng thiếu tiền bạc đã khó khăn lắm rồi, huống chi là một người phụ nữ đang trong giai đoạn bầu bì có con nhỏ. Tâm trạng rất dễ xúc động và tinh thần dễ bị kiệt quệ. Nhìn ở một góc độ khác thì thấy dường như người phụ nữ ấy chưa có một cái sự chuẩn bị tốt về cuộc sống. Thật không hay nếu cứ phó thác cuộc đời của mình và của con mình số phận đến đâu thì đến đó. Ngày sống ngày nào thì biết ngày đó. Khi có ý định làm mẹ thì người mẹ ấy cũng ít nhiều phải có một ít tiền để phòng thân. Bản thân tôi cũng là từng chứng kiến một người phụ nữ dù hàng ngày vẫn đi làm, có tiền, có công việc, nhưng đến khi lên bàn xanh vẫn không có nổi vài trăm ngàn. Chứ đừng nói chi đến một vài triệu. Lúc ấy, chi tiêu cho việc chào đón đứa bé đều phụ thuộc vào người chồng. Với những người phụ nữ không có đi làm thì thu nhập lệ thuộc vào chồng đã đành. Còn thì chị này hàng ngày đều đi làm và có thu nhập, cũng chỉ để dành cho việc chi tiêu cá nhân, mà chị cũng chẳng để dành cho một ít nào cho việc chuẩn bị sinh con, thì thật là không ổn chút nào. Thưa quý vị và các bạn, tôi ở lứa tuổi 40, tôi hiểu rằng xã hội sẽ có người này, người kia, người nọ. Trong cái quan điểm cá nhân của chị Thúy Hương, chị nói rằng chúng ta, một lời khuyên cho những người phụ nữ chúng ta khi chuẩn bị cho chính bản thân mình, chuẩn bị ngày trọng đại cho những đứa con, thì chúng ta cần phải biết, nếu như trong trường hợp đó là ý thức trách nhiệm của một người mẹ, nếu chúng ta tạo ra con thì chúng ta sẽ có ý thức. Và điều kiện đầu tiên để có được điều đó chính là vật chất. Vật chất có cái quyền lực như thế nào và như thế nào thì chúng ta sẽ xem tiếp ý kiến cá nhân của chị Thúy Hường nhé.
Vốn dĩ tôi không phải là một người phụ nữ xem nhẹ tiền bạc. Từ nhỏ đến lớn, bố tôi nói với chị em chúng tôi rằng tiền bạc là phù du, tình cảm và con người mới là đáng quý. Ảnh hưởng tới tư tưởng của bố, tôi rất coi nhẹ tiền bạc. Lúc còn trẻ, mấy anh theo đuổi tôi, anh nào mà khoe nhà cửa là tôi vội ngay, vì thấy anh này tầm thường và vật chất. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Thật sự ra là cái tiêu chí của mỗi người để chọn người yêu, chọn chồng thì hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không bài xích, cũng không có ý kiến cá nhân, tại vì đây cũng là ý kiến cá nhân của luật sư Thúy Hương, mà có thể cũng là ý kiến cá nhân của tôi, nhưng lại không đồng quan điểm với ý kiến của một cá nhân, một cái cô bạn nào đó xinh đẹp. Đến khi lớn lên tự mình kiếm được tiền, tôi vẫn luôn xem nhẹ tiền bạc. Đến mức bao nhiêu tiền tôi kiếm được, tôi chỉ dành để đi học, đi du lịch, mua sách, quần áo, máy móc và mua quà cho người thân. Mẹ tôi thấy tôi chi tiêu quá nên luôn nhắc nhở, con không nên xài hoang phí như vậy, con phải dành cho tương lai nữa, phòng khi có chuyện cần dùng đến tiền. Một cái câu hỏi của ông bà xưa rất là quan trọng. Tiền để dành phòng thân khi ốm, khi đau. Thưa quý vị và các bạn, tôi thuộc tiếp người Bắc. Bắc là 50% Bắc, 50% Nam, ba Bắc mẹ Nam. Cho nên tôi hiểu rằng khi mình có đồng tiền ngày hôm nay thì chúng ta cũng phải biết tích cóp để dành phòng thân khi mai sau. Dù lúc ấy dù không dám cãi lại, nhưng tôi vẫn nghĩ trong đầu làm dùng tiền có ích, lo cho việc học hành và cho người khác, chứ có tiêu hoang gì đâu. Nhưng dần dà tôi thấy mẹ tôi dạy đúng, đành rằng tôi dùng tiền vào việc có ích, nhưng không có nghĩa là tôi có thể xài hết số tiền mà tôi kiếm được. Không ít thì nhiều, tôi vẫn biết để dành lo cho tương lai và phòng khi có việc dùng đến. Bài học rút ra là không quá xem trọng tiền bạc, nhưng cũng không quá xem nhẹ tiền bạc. Hãy biết sử dụng tiền một cách thông minh và biết làm chủ đồng tiền, đúng không mọi người nhỉ? Đúng đó chị. Tôi không rõ chị sinh năm bao nhiêu, tuy nhiên rằng tôi đồng cảm và tôi hoàn toàn đồng ý với chị. Đồng tiền mình làm ra được, mình có thể sử dụng nó được và sử dụng đồng tiền một cách thông minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta để bỡ khô khan, để đỡ sao mà luật sư Thu nói hoài về chuyện nhà luật, thì rõ ràng nó sẽ trong một cái chừng mực nào đó nó sẽ cảm thấy rằng là luật sư này toàn là nói trên cái chuyện là tòa và tranh chấp mâu thuẫn. Kết lại câu chuyện này tôi kể cho quý vị và các bạn nghe. Văn phòng tôi thì kế lên tiệm vàng BNG. Tôi nói với lại mấy chị thư ký, tôi bảo rằng là nếu có kiếp sau thì em sẽ chọn, không chọn làm nghề luật sư mà chọn nghề bán vàng. Đó là một cái câu chuyện vui. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, và tôi là Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi nào đó thì cứ chủ động là alo cho luật sư Thu qua số điện thoại 0903 392 861. Tôi xin trân trọng.